Chào các bạn, Tin đang ở trên bờ chuẩn bị đi chờ nổi. Này, Tin bây giờ đang còn ngủ trên tay của ba. Giờ này là mới 5 giờ thôi nha các bạn. Bây giờ là chuẩn bị lên thuyền nè. Ở đây người ta buôn bán tất cả các thứ là trên thuyền, nên được gọi là chợ nổi. Tin và gia đình đang đi xuống thuyền để đi tham quan chợ nổi. Tin đây còn ngủ nè. Giờ này là Tin cũng có cái gì làm ăn chứ sao lại Tin ơi, Tin chùm cái đầu cho con cái anh ơi. Lấy cái nón chùm cái đầu con cái. Đây bây giờ mình chuẩn bị đi cái răng để mình làm cái răng. Trước là đầu giờ nổi hả? Giờ nổi là dài không được cây số, nó chia ra nhiều cái đậu, nó bán trái cây khác nhau. Thường thường thì chợ này mấy giờ là bán? Bây giờ là hộp trời từ sáng thì là nó đóng chợ rồi đó chị. Sầu riêng nè. À, những ghe như thế này là bán lẻ nè ha. À, đi bán lẻ. Bà heo bán hải sản xin kính mời. Anh chị nào không dùng thịt thì có cua tôm cá tép chả thịt bò đổi cho các anh chị nghe. Thì giá cả bên dưới bờ nha mấy chị. Nghe giọng thì đây nó bán mà nó không cao nha, chứ nó treo dài dài mà trước rồi nó treo cái thứ gì là nghe nó bán cái đó. Cũng nhiều á, cũng đó hay sợ. Qua hàng chở một xuồng thơm luôn kìa. Nó treo cái gì nó bán cái đó thì nó bị ở lên tàu máy quá đâu ai nghe đâu. Đúng rồi, ồn quá là không ai nghe được. Ở đây trái cây rất là nhiều. Tin chưa dậy hả Tin? Dậy đi, dậy tham quan này con kìa. Ở đây thì từ cặp vô mình nó bán luôn. Cô bán vé số trên sông luôn. Wow, bí ngô nè. Bí ngô, bí ngô. Bạn kia cũng biết ngô luôn. Hello.
gì dưa hấu. Xa đâu quá luôn. À dưa hấu nè. Rồi dưa thường cũng thuộc luôn á. Nó nghiêng qua nghiêng lại. Thuộc lắm. Dưa hấu thiệt chứ không phải dưa hấu giả nha. Hàng Việt Nam, hàng Việt Nam. Kẹt xe, kẹt xe. Kẹt xe gì không có giao thông. Rồi cuối chợ gặp xe dưa hấu nữa. À, ghe dưa hấu. Ờ, mình có ăn bún cháo hủ tiếu về ở chợ nổi cái răng không? Ghé chỗ nào ăn sáng? Mình thích ăn chiếc ghe nhỏ này hay là ăn trên bè? Bè hả? Hả? Mình thử cho thử. Ở đây nó đầy đủ nó không? Cái nào như cái đó, ở dưới ghe cũng đầy đủ, ngoài trên bờ đó cũng đầy đủ. Ở bờ thì hơi đông hơn. Đây cũng cháo hủ tiếu đầy đủ thôi, mình gặp phía bên kia mình thấy tất cả hết. Ở đây ghe cặp đôi mình để bán luôn nha các bạn. À, Tin và anh Hai đang lên bè để ăn sáng các bạn. Đây, ăn sáng trên bè luôn nha. À Tin giờ Tin ăn sáng. À cho Tin một tô bún riêu nhỏ nha. Hủ tiếu của hai em này. Lau đũa đi con. Bún của mẹ đúng không? Của ba của mẹ, con với anh Long là hủ tiếu. Của con nè, bún của con nè. Anh Hai lau muỗng cho em đi. Bây giờ Tin ăn bún riêu nè. Đó, Tin ăn rất là giỏi luôn nha. Rồi Tin mới bay các bạn đi nè.